cho đến lúc này á, thì cái tên tính chất của phim á, nó thay đổi và hình như là nó không thống nhất. Ban đầu thì là phim lịch sử, cho đến thời lúc này khi MC giới thiệu thì đó là phim giả sử. Và trong quá trình phim có PA cho một số cái giai đoạn thì nó lại khác, cung đấu này, hoặc là phim lịch sử có yếu tố hư cấu gì đó. Thì tôi muốn hỏi lại là đạo diễn là hôm nay là tên tính chất chính xác của phim mình là gì? Thứ hai nữa là người đầu tiên mà Tuấn Anh cảm ơn hôm nay là anh Thành Lộc. Thì Tuấn Anh xem anh Thành Lộc như là một cái bảo chứng cho cái niềm tin của các diễn viên. Vì từ cái sự tham gia của anh Thành Lộc mà Hình Tuấn Anh gây dựng được các niềm tin xung quanh cũng như các đối tác và có được cái sản phẩm hôm nay. Thì em muốn hỏi anh Thành Lộc là cái việc đó nó có tạo cho anh những cái áp lực gì trong cái quá trình mà anh nhận kịch bản, cũng như là sau đó thì nhận được những cái sự gọi là soi hoặc là tranh cãi hoặc là có những cái phản ứng rất là tiêu cực đối với các cái yếu tố lịch sử trong phim mà em xin hỏi. Xin được cảm ơn chị. Chúng ta có hai câu hỏi dành cho anh Tuấn Anh và anh Thành Lộc. Dạ, bây giờ anh nói một lời rồi thôi nha, không điều chỉnh nữa nha. Rồi xin mời anh. Kính thưa quý vị, đến thời điểm hiện giờ, cái thuật ngữ phim cổ trang là chúng ta vẫn lấy theo cái cách gọi mà ngày xưa chúng ta làm phim Hồng Kông, phim Đài Loan. Thật ra ở Việt Nam, đến tôi nói thật là dân làm phim ảnh cũng chưa có một thuật ngữ thỏa đáng dành cho những phim làm trên đề tài gọi là lịch sử Việt Nam. Cho nên với tôi thì tôi sẽ chọn cái cách là vẫn là đó là phim cổ trang Việt Nam thôi. Thật ra khi ekip đưa ra thông tin đó thì có những giai đoạn mà ekip cũng chưa thống nhất được cái việc gọi nó là cái gì. Tất nhiên chúng tôi vẫn khẳng định đây là một bộ phim lấy cảm hứng và dựa trên những cột mốc lịch sử có thật của thời nhà Nguyễn và cộng với những giai thoại dân gian, thì nôm na chúng tôi gọi đây là phim cổ trang Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây xin được mời anh Thành Lộc. Tôi xin tiếp lời. Tôi thì riêng cá nhân tôi thì tôi không có tôi quan điểm như thế này. Đây là phim truyện, đơn giản chỉ là vậy thôi. Mà phim truyện có nghĩa là không phải phim tài liệu, cho nên lịch sử chỉ là một cái đề tài lịch sử thôi. Và đã gọi là phim truyện có nghĩa là có người viết, và có người viết ra truyện, mà đã viết ra truyện thì có hư cấu. Biết bao nhiêu bộ phim truyện khác trên thị trường thế giới thì cũng đều là viết ra, chứ cũng dựa trên cái, chứ cũng không ai làm sao có thể chắc là cái vị vua đó hay là bà hoàng đó có đúng nó cái cổ thoại thế này là không, bởi vì không có người chép sử nào mà chép đúng như vậy cả. Cho nên đây là thứ nhất là đây là một dòng phim truyện và cái chức năng của nó không thể thoát được giải trí, nhưng mà đây là một cái bộ phim giải trí trên mạng và lấy đề tài lịch sử. Qua đó chúng ta hiểu thêm một số những cái câu chuyện, bởi vì đây là chuyện nội cung, mà nội cung này ai biết được mọi người nó đúng chính xác ở cái mức độ nào. Cho nên chúng ta cứ xem đây là một bộ phim truyện là được rồi. Thế là cái suy nghĩ của tôi. Còn về dạ xin cảm ơn. Còn về cái chuyện mà tôi có lại cái nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khác cùng tham gia hay không thì cái này tôi không biết. Cái này phải để cho các nghệ sĩ khác, người ta có nói đúng như vậy hay không. Chỉ có điều là như thế này, trước hết là tôi được mời làm người mẫu chụp hình cho cổ trang thôi, trang phục Việt. Mà tôi thì có một khoảng thời gian rất dài tôi cũng rất thích mặc áo dài, đi đâu cũng mặc áo dài, cho dù cái áo dài của tôi cũng đã cách điệu rồi, nhưng mà tôi thích đi đâu cũng mặc áo dài. Bởi vì sao? Một khoảng thời gian rất rất dài rồi nước mình luôn luôn có một cái sự xung đột với tàu lạ đó. Thành ra bất cứ một cái sự kiện văn hóa nào thì đôi khi người ta cũng hay lầm lẫn đây là một cái sự kiện văn hóa của người lạ chứ không phải của người mình. Cho nên tôi mới muốn bất cứ xuất hiện ở một cái sự kiện văn hóa nào tôi cũng mặc dài để người ta biết đây là sự kiện văn hóa của người Việt. Rồi từ cái chỗ đó cho nên tôi mới nhận cái lời tham gia chụp hình cho cái bộ của các bạn mình Ý Vân Thiên không ạ? Dạ Ý Vân Hiên. Dạ Ý Vân Hiên, xin lỗi. Đấy, rồi từ cái chỗ đó các bạn nó mới cùng với cái suy nghĩ là có trước, nhưng mà từ sau cái đó các bạn mới đề nghị tôi là hay là anh tham gia một cái phim gì với tụi em mà nó có liên quan tới cổ phục Việt đi. Thì tôi thấy là cái này nó quá hay, bởi vì tôi lúc đó tôi không cần biết đó là phim gì, tôi cũng chưa biết tôi đóng vai gì, mà tôi nói
mấy em cứ làm đi, trong khả năng anh phụ được cái gì thì anh phụ đó, miễn đó là một cái đề tài thuần Việt là anh thích rồi. Tại vì cơ bản là bởi vì thế này thưa các bạn, tôi không có dám đánh giá gì hết, nhưng mà tại vì đó là một cái thị trường chung rồi, người ta bao giờ khi người ta làm phim, đặc biệt là phim điện ảnh, người ta phải nghĩ đến có khả năng lời hay là không, người ta có quyền nghĩ như vậy, bởi vì cái vốn bỏ ra nó nhiều quá, cho nên ai mà dám nghĩ tới cái chuyện làm đề tài lịch sử, làm đề tài cổ trang bao giờ cho mà độ độ máu ư? Đó, thành ra tự nhiên bây giờ có một đám nó trẻ măng, nó trẻ tuổi nghề mà đâu còn trẻ hơn mình có mấy con giáp tuổi rồi, mà cái không tự nhiên giờ nó muốn làm phim, nó nói về cái đề tài này, cái tự nhiên tôi nghĩ trời ơi sao mà dễ thương quá vậy. Bởi vì trong một cái cùng một cái thế hệ, có những người chỉ nghĩ tới lợi nhuận, thì có một số chỉ nghĩ tới lợi nhuận tinh thần, là để làm sao lôi kéo thế hệ trẻ người Việt quay trở lại với những gì thuộc về giá trị Việt, không nhất thiết phải là cái áo, nhưng mà những cái gì thuộc về giá trị Việt và các bạn nó cứ lao vào làm. Thì tại sao trong khi mình là nghệ sĩ, mình là cái người đang diễn những cái vở kịch, những cái vở tuồng nói tiếng Việt, mà mình không thể phụ được một cái tay của mình vào cái chuyện đó? Cho nên tôi nói là cứ làm đi, anh phụ cho anh làm vai gì cũng được, chứ lúc đó tôi có biết tôi làm vai thiệu trị đâu. Rồi cho đến khi mà Tuấn Anh nói tôi làm vai thiệu trị là tôi bắt đầu tôi quản, bởi vì thứ nhất là không phải ai cũng có thể am hiểu một cách tường tận về sử Việt đâu, ngay cả tôi. Cho nên tự nhiên chính các bạn trẻ này lại là cái người một lần nữa là làm thầy dạy cho tôi, một lần nữa tôi hiểu về cái khoảng thời gian của trường nhà Nguyễn, hiểu một chút nữa về vua Thiệu Trị, là cái mà đôi khi chúng ta không có học được ở trong lực trường, mà lại học được từ những cái sưu tầm của những người bạn trẻ này ở khắp nơi. Cho nên cái điều đó là một cái bài học rất là quý. Cho nên tôi nói xin lỗi, chẳng phải khiêm tốn gì cả, nhưng mà trong lúc làm việc với các bạn này thì tôi thấy chung là tôi có nhiều người thầy trẻ hơn tôi, nhiều con giáp. Vì vậy cho nên đây là một cái, tôi nghĩ đây cũng là cái lợi nhuận mà tôi có được. Đấy, nó có giá trị nhiều hơn trong cái tài khoản mà tôi được rót về đá khá đầy đủ. Dạ. Mà thật ra là tôi không tin là cách xe của chúng tôi, tất cả mọi người ở đây nó cao ngất ngưỡng, tôi không tin. Bởi vì các bạn tiền đâu mà trả cho tôi ngất ngưỡng, cho nên tất cả mọi người đều ở một cái mức độ mà chúng tôi có thể năm trong ngày toàn thức sáng đêm không. Cho nên tôi thấy tài khoản tôi bị lủng thì nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là cái vấn đề là các bạn đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Mà nếu quả thật, nếu như thật sự vì sự có mặt của tôi mà lôi kéo các bạn này cùng tham gia, nếu đúng là như vậy thì tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đúng rồi đấy anh ơi, yêu quý quá. Dạ. Dạ, anh Lộc ơi. Dạ đúng anh. Thì chúng tôi cũng phải cảm ơn nhau, bởi vì và cảm ơn ai là người đã nghĩ ra được cái dự án phương khẩu này, để cho ít ra tôi có một cái dịp chúng tôi làm nghề. Chứ nhiều khi mình đóng nhiều cái phim mà đôi khi mình thấy nó rất mừng về cái doanh thu, nhưng mà nhiều khi để lại cho mình một cái động trong mình, một cái cho cái gì đó cho sự nghiệp của mình thì chưa chắc nó đáng để mình muốn lưu lại. Cho nên tự nhiên phương khẩu này nó có một sự ra mắt kịp thời, nó kịp thời trong nhiều thứ. Rồi nó có cả cái chuyện nhờ dịch corona mà người ta không đến đạp xem phim tại nhà, ta có cái này trên mạng. Dạ. Cho nên biết đâu đây cũng là cái dịp mà tôi được đánh bóng tên tuổi mình lại lần nữa. Còn cái chuyện mà nếu như phim có chi tiết nào dở mà bị chửi thì tôi cũng ôm cả cái điều bị chửi vào lòng luôn. Bởi vì không sao hết, tại vì mình làm lần đầu mà tôi cảm thấy mình tự hào ở cái chỗ là sao mình luôn luôn bị là cái người làm đầu tiên. Hay ai làm cái gì mà đầu tiên là cái lôi ông Lộc vô coi như cùng thể nghiệm luôn. Thành ra ha, bị chửi là ông Lộc bị chửi chung luôn. Thành ra cũng được, nó cũng là một cái kỷ niệm trong cái hành trang làm nghề của mình. Vâng, xin được cảm ơn anh. Anh Lộc ơi, em hồi nhỏ thì cách xe chuyện hết chưa? Hết rồi. May quá đó. Có dư tiền mua khẩu trang rồi. Xin được cảm ơn anh. Xin được chia sẻ với quý vị một chút xíu là anh nghệ sĩ Thành Lộc cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đến với phường khấu từ khi dự án chỉ là một cái poster và được như Đình Tuấn đã nói từ đầu là đặt ở trường Nhân Văn. Và đó chỉ là một cái buổi mà các bạn trong nhóm fanpage Thi Nam Bình Đại Hậu Phi, một cái nhóm lịch sử, các bạn trình diễn những cái bộ trang phục truyền Nguyễn thôi, để giúp cho các bạn trẻ khác hiểu hơn về lịch sử nhà Nguyễn. Thì anh Lộc cũng đã đến với các bạn, và anh Lộc có một câu rất là Tuấn nhớ mãi là: tôi rất là cảm thấy quý bởi vì các bạn chỉ cho tôi từng cái cách mà cái xếp cái nếp áo như thế nào, và đó là một trong những cái điều mà tôi cảm thấy tôi mến
mến mộ ở những cái người trẻ mà chịu hiểu về văn hóa. Và có lẽ có thể đó cũng chính là một trong những cái niềm tin mà các nghệ sĩ, không chỉ anh Thịnh Lộc mà các nghệ sĩ ở Gạo Cội đây dành cái sự trân trọng và tin tưởng để mà cùng tham gia giải phượng khấu. Và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những câu hỏi của quý vị dành cho các nghệ sĩ ở đây để có thể hiểu thêm về cái câu chuyện nhập vai, câu chuyện xử lý cái nhân vật và câu chuyện được sống trong một cái không khí của nội cung nhà Nguyễn nó thú vị như thế nào. Đến từ quý vị.